Mỗi ngày đều máy móc sinh hoạt, luôn có chút nhàm chán buồn tẻ, lúc này cần một chút kích thích. Cái gọi là kích thích bất quá là trò chơi, cực hạn vận động hoặc là câu chuyện kinh khủng. Cho nên ta mãnh liệt đề nghị, tại ban đêm khuya khoắt bắt đầu nhìn quyển sách này, ngươi sẽ phát hiện kích thích đến nghi thần nghi quỷ. Lần trước xem qua ta có một tòa kinh khủng phòng, ta bị dọa đến ban đêm không dám đi vệ sinh, không bật hết đèn lên, luôn cảm giác tại chỗ hắc ám sẽ nhảy ra một con quỷ. Đặc biệt là thời điểm im ắng, nếu như lại có thanh âm đông đông đông, cảm giác toàn thân run lên. Khủng bố sống lại, tên khác là Thần Bí Phục Tô, là tiểu thuyết linh dị huyền nghi, hiện tại văn học mạng đang chỉnh đốn và cải cách. Loại tiểu thuyết này rất khó có ngày nổi danh, rất nhiều độc giả đều không xem lướt qua loại này. Cuốn sách này thoạt nhìn là phi thường kích thích, không chỉ có tình tiết khiến da đầu run lên, càng bởi vì tác giả thiết lập tốt, dẫn đến cả quyển sách đều huyền ảo. Tiểu thuyết giảng thuật cố sự, thời điểm nhân vật chính Dương Gian đi dạo diễn đàn, nhìn thấy một bài viết phi thường kỳ dị, tên là Bác sĩ Lôi Điện Pháp Vương, giảng thuật một cái lão nhân vốn đã chết, vậy mà thi thể tự mình đi ra ngoài. Mà vị bác sĩ này, tại thời điểm đăng bài viết, bị lão nhân tìm tới cửa, trước khi bác sĩ chết, đem một đoạn âm thanh đăng lên mạng. Nhân vật chính tò mò ấn nghe, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thùng, thùng thùng, thùng. Vốn cho rằng chỉ là đùa ác, ai có thể nghĩ tới, thật sự có quỷ tìm tới gõ cửa. Vẫn là học sinh lớp 12, thời điểm Dương Gian tự học buổi tối, trường học mở một khóa tuyên truyền, bài giảng lại liên quan tới quỷ, mà lại trên thế giới này, quỷ là từ cái giếng bộc phát. Khóa tuyên truyền đến nửa đường, lão nhân gõ cửa đi tới cửa phòng học. Toàn bộ phòng học chậm rãi mục nát, mà tiếng đập cửa lại vang lên, từng người bắt đầu chết đi. Giảng bài là một cái ngự quỷ giả, cũng là người phụ trách thành thị, hắn dùng hết toàn lực ngăn trở gõ cửa quỷ, để đám người chạy ra ngoài, bởi vì bạn học hãm hại, Dương Gian bị giam ở một cái phòng vệ sinh, ai biết trời xui đất khiến, bởi vì hắn có quan hệ với quỷ, lại đi tới một cái không gian khác. Tại nơi đây, hắn đạt được quỷ nhãn, trở thành một ngự quỷ giả, có được năng lực để hắn mang theo 7 cái bạn học chạy ra ngoài. Chỉ là ngự quỷ giả đều là chết sớm, bởi vì quỷ ở trong thân thể, không ngừng ăn mòn hắn, cuối cùng từ bên trong chui ra ngoài, trở thành tai họa mới. Đây chính là quỷ sống lại, cũng gọi khủng bố sống lại. Quỷ ở nơi này, không phải là linh hồn người chết, không có tiến vào luân hồi mà hình thành, nó là một loại năng lượng mà khoa học không cách nào giải thích. Quỷ sẽ không bị giết chết, có thể đối phó quỷ, chỉ có quỷ. Cho nên chỉ có ngự quỷ giả mới có thể đối phó quỷ, mà trong quá trình đối phó quỷ, bởi vì sử dụng năng lực quỷ, sẽ làm quỷ khôi phục nhanh hơn, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Ngự quỷ giả chỉ có nửa năm sinh mệnh, muốn sống sót nhất định phải thông qua đủ loại đường tắt, trực quan nhất chính là khống chế một con quỷ, đạt tới cân bằng. Nhân vật chính Dương Gian tại cửa hàng lại đạt được một con quỷ, đồng thời được một cái nữ tính ưu ái. Chỉ là sinh mệnh của Dương Gian ăn bữa hôm lo bữa mai, khiến hắn không dành quan tâm chuyện khác, cũng bởi vì quỷ ảnh hưởng, hắn càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng không giống người, giống như không có tình cảm, hắn đang từ từ biến thành quỷ. Kỳ thật Dương Gian càng muốn thủ hộ lấy Dương Gian, không cho thế giới biến thành âm phủ. Cuốn sách này, tình tiết trầm bổng chập trùng, trí thông minh 10 phần tốt. Nếu như chỉ dựa vào đánh mặt đối thủ để sinh tồn, khẳng định sống không quá 3 chương, đủ loại lục đục với nhau, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, tưởng rằng thấy được kết thúc, thật tình chỉ là mới bắt đầu. Thiết lập nhân vật chính rất tốt, không thánh mẫu, nhưng đối với người bên cạnh lại rất chiếu cố. Động một chút là trực tiếp lật bàn, cùng người đánh cờ ra tay đánh nhau. Đối với hắn, có thể động thủ tuyệt không rông dài. Mặt khác phương diện hành văn không cần lo lắng, tuyệt đối không phải ngây thơ văn, trình độ khống chế văn tự của tác giả cực kỳ cao minh, kỹ xảo phủ lên, không khí càng là lô hỏa thuần thanh, cho người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh, dọa đến run lẩy bẩy.